I
Hola. Cuidado, no. Không xem mẹ đan à? Vâng. Mang hồ mẹ đan nhá. Vâng. Đan như mẹ nhá. Vâng. Mẹ cũng biết làm đan cơ. Làm mà. Đan để con lo làm bé đấy. Mẹ ơi. Dạ. Con chó nó đói lắm rồi. Nó vừa chăn mà. Ừ. Con chó nó cứ kêu ạ. Trời vậy.
mẹ em chạy anh biết có là chắc luôn. Được một cái rồi. Ấy sao. Dạ vâng con, hôm nay phải làm xong một cái rồi.
mẹ ăn thêm một cái nữa mẹ. Đấy. Con thử vào xem có được không? Vừa nghe con.
Xong rồi. Sắp hoàn thành rồi, hai cái lồng gà rồi. Mẹ ơi, mẹ làm xong chưa? Béo hơn. Anh có biết béo hơn? Anh hầm. Không bằng nhau. Này có béo đâu. Ok. Đã hoàn thành 200 lần. Đẹp không? Dạ. Bằng nhau. Bằng nhau. Con cầm được không? Có. Đưa mẹ. Mẹ ơi, đi con gà nhé. Đi đi thay lửa đi. Vâng. Cái này cho em bé nhỉ? À, cái này cho con gà bé. Cái này cho con gà to. Con gà bé đói chưa nhỉ? Con gà bé đói chưa? Con mẹ.
Ngoan thật nhỉ. Các bạn bé nhé. Đây. Lên 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 vào luôn. Đây đây đây. Không làm được. Chị bé ăn mấy. Ừ. Em sợ con rắn lắm. Cẩn thận.
Xong á, chờ mẹ đó nha. Cảm ơn mẹ. Cẩn thận nha. Mẹ ơi đừng nhờ ấy nhờ mẹ nhờ.
cầm cái lá kia đi con. Ok. Chân. Từ từ. Từ này đi chút. Con đừng mượn bà con dao về cắt cái dây đi. Hãy subscribe cho kênh Handmade để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bán gì đây? Bán quay hả? Ngon lắm. Hộ chị nốt mỡ đây. Được chưa? Ok. Bao tiền đấy. Em bé, xin chào. Bán chú nha. Hay dạ, bán tay đi. Xe rồi. Thế nào con? Con mua bánh này đi. Đây là con cái. Đây không? Đây là cái. Đây là cái. Chúng ta có cái. Đây là cái. Đây là bà nha, bà chị nha. Này.